Xin chào tất cả các bạn. rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top chuyện hay. Ngày hôm nay kênh Top chuyện hay xin được gửi tới các bạn tập 8 của bộ truyện Cô vợ hoàn mỹ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top chuyện hay và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Cô vợ hoàn mỹ. Câu lạc bộ tư nhân là điểm đến tuyệt vời vào ban đêm. 22 giờ khi cuộc sống về đêm đang đến lúc cao trào trong không khí tràn ngập sắc tình lạc thú những thân hình cao giáo như người mẫu của cả nam và nữ xen lẫn vào nhau mảng lưng lõa lồ trơn bóng kéo dài đến phần eo cong cong tạo thành hình chữ v tuyệt đẹp không gian ngập trong mùi hương của nước hoa và tình dục không thể phân rõ ai nhiều hơn ai khi đường dịch nhìn thấy bóng dáng đường thần duệ xuất hiện ở nơi này đại thấy người đang cùng anh ngồi song song trên quầy bar chính là một vị khách hàng lớn gần đây của Đường Thịnh người Đức Đường Dịch liền trao mày hiếm khi lộ ra biểu tình ngoài ý muốn bây giờ cậu ta làm việc nghiêm túc thế sao lại còn chủ động tăng ca tiến hành phục vụ tam bồi nữa chứ Hàn Thâm khẽ xoa huyệt thái dương hai quầng mắt thâm đen rất rõ ràng cậu ta không bình thường như thế được mấy ngày rồi không biết bị lệch dây thần kinh nào mà đột nhiên trở nên chăm chỉ đột xuất như vậy. Cấp dưới đã có mấy người bị cậu ta chỉnh cho gục ngay tại chỗ, phải đưa vào bệnh viện truyền nước muối rồi. Trong lòng hàn thâm vô cùng mâu thuẫn. Trước đây, cả ngày anh ta nằm mơ, hy vọng một ngày nào đó, đường thần duệ sẽ chịu lấy công việc làm trọng. Kết quả ông trời lại mở mắt giúp cho giấc mộng của anh ta trở thành sự thật. Nhưng chẳng qua linh nghiệm rồi hàn thâm lại hết sức oái oăm đi làm tiếp một giấc mộng khác lão đại ơi người nên về nhà tắm rửa đi ngủ đi ông trời vẫn nên không mở mắt thì tốt hơn hàn thâm im lặng nghĩ nếu anh ta sớm biết một khi đường thần duệ chăm chỉ chịu khó lại có thể dẫn đến chết người như vậy anh ta nhất định sẽ khuyên ông chủ mình nên lấy việc yêu đương làm trọng nhanh kết hôn sinh con một chút thì hơn bên cạnh quầy ba dáng vẻ gọn gàng mảnh khảnh của đường thần duệ có lực hấp dẫn vô cùng lớn trong bữa tiệc có một cô gái người lai like đến gần bắt chuyện nói bằng thứ tiếng đức thuần túy âm r phát ra khi cái lưỡi uốn cong lên hơi thở vừa hay phun vào vùng gáy lõa lổ của anh phối hợp cùng ly rượu cốc tai phấn hồng bên tay trái được đặt trước mặt rồi nhẹ nhàng chạm vào tay nhau da thịt tiếp xúc như một lời mời gọi hoàn hảo đường thần duệ khẽ mỉm cười nét mặt dịu dàng vươn tay lên cầm lấy trái mơ trang trí trên ly đầu lưỡi khẽ cuộn tròn nuốt xuống động tác không nhanh không chậm nhưng ý vị ve vãn lại hết sức rõ ràng khiến người ta không tự chủ được bất giác mơ màng phải chăng kỹ thuật hôn môi của người đàn ông ấy cũng thành thục dụ người như động tác vừa rồi vậy cô gái xinh đẹp vừa kinh ngạc vừa vui mừng trước phản ứng của anh ai ngờ một giây sau đường thần duệ lại kéo cô ta qua nắm lấy cầm thấp giọng cảnh cáo tâm tình tôi không được tốt lắm cách ra xa một chút cách anh nói chuyện hết sức nhẹ nhàng như ve vãn mời gọi nhưng không biết tại sao càng khiến cho người khác lạnh buốt sống lưng cô gái lai like kia vội vàng bỏ chạy vị khách kiêm bạn tốt ngồi bên cạnh không hề biết anh vừa mới nói gì với cô gái kia chỉ khó hiểu hỏi Thần, vị tiểu thư đó sinh như vậy không giữ lại chơi đùa một chút sao? Đường thần Duệ cười cười không nói gì cả Người bạn tốt đến từ Đức sảng khoái cũng ly với anh đưa ra lời đề nghị Tớ muốn cùng mấy cô gái nhảy một điệu Cậu đi cùng không? Không chơi Anh nhàn nhạt cự tuyệt Bạn tốt như đang ai oán nói Thần, cậu thật quá lạnh lùng hàn thâm ngồi ở một bên nghe thế rất muốn châm chọc một phen ông anh đây là ngày đầu tiên anh quen biết cậu ta chắc đường thần duệ có lúc nào không lạnh lùng chứ đang châm chọc chợt nghe thấy đường thần duệ mỉm cười nói một câu tôi tìm người đến chơi với cậu là được rồi sau đó quay đầu rời tầm mắt về phía hàn trợ lý bên cạnh đừng có tìm tôi hàn thâm đen mặt từ chối ngay lập tức dám tìm ngày mai ông đây sẽ từ chức đường thần duệ thuận miệng đáp lời thư tôi ký với cậu là bản hợp đồng 5 năm khế ước bán thân chính thống cậu không trả nổi phí vi phạm hợp đồng đâu hàn thâm xoa chán hết sức đau đầu chẳng lẽ phạm vi công việc của tôi giờ bắt đầu bao gồm cả bồi nhảy à đường thần duệ bật cười tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc cậu không biết sức cạnh tranh chủ yếu của đường thịnh chính là dựa vào sự bán mình của nhân viên hay sao? Đem khách hàng giao cho Hàn Thâm xong, đường thần duệ đứng một mình bên quầy ba uống cạn một ly rượu, ngón tay nhẹ chạm vào khối băng bên trong, khẽ khẽ xoay tròn, im lặng, lắng nghe những thanh âm đinh đang, rung động, êm tai của nó. Vừa nhấc mắt đã thấy đường dịch kết thúc hoạt động bên kia của mình, đang hãm sâu vào một góc sofa để nghỉ ngơi. Đường thần duệ nghĩ nghĩ một lúc, đứng dậy, chậm rãi dào bước tới. Đường dịch đang gửi tin nhắn, đường thần duệ đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt đảo qua, thị lực 5.0 vô cùng tốt, khiến anh lơ đãng nhìn thấy nội dung tin nhắn bên đó. Kỳ dĩ ninh Cục cưng ngủ rồi, hôm nay anh có trở về không? Em chờ anh. Đường dịch gõ từng chữ từng chữ trả lời Anh sẽ trở về nhanh thôi em ngủ trước đi, không nên thức khuya quá. Còn chưa kịp viết xong, loại cảnh tượng ngọt ngào này đã đả kích bạn học thần của chúng ta ghê gớm. Nhìn nửa ngày, trung quy vẫn là không được. Đành để lời cay cú chạy ra bên ngoài. Công việc và yêu đương không tách rời lẫn nhau nhỉ? Đường dịch bình tĩnh gửi xong tin nhắn, ngẩng đầu quét mắt liếc anh một cái. Ngữ khí rất nghiền ngẫm. 11 giờ tôi phải về nhà. Giờ là 10 rưỡi, Nói cách khác, tôi còn nửa giờ để có thể nghe cậu kể khổ. Có muốn quý trọng nửa giờ này hay không? Tự cậu quyết định. Đường thần duệ cũng không giả bộ nữa, ngồi xuống. Cả người hãm sâu vào sofa, trầm mặc một lúc, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc, hệt như đang bàn chuyện làm ăn, để mở đầu. Tôi hỏi cậu một vấn đề. Ừ. Nếu như cậu là phụ nữ, cậu có thể có cảm giác với tôi hay không? lời này vừa thốt ra tất cả những người bên cạnh đường dịch đều đồng loạt trố cả mắt đường thần duệ quả nhiên là thần tiên mà những lời như vậy chắc chỉ có anh ta dám nói ra thôi đường dịch ôn hòa đáp lại vì sao không giả thiết cậu là phụ nữ được rồi đường thần duệ rất biết lắng nghe gật đầu một cái suy nghĩ đến lòng tự trọng của kẻ thân là nam nhi như dịch thiếu bạn học thần liền sửa đổi một chút chi tiết lại vậy cậu là đàn ông tôi là đàn bà cũng được cậu có thể có cảm giác với tôi hay không anh không cao ngạo như đường dịch tùy tiện một chút cũng chẳng sao không tôi không có hứng thú với cậu lý do bởi vì con người cậu đủ âm hiểm cũng đủ biến thái đường thần duệ nhất thời bật cười cũng giống như cậu đường dịch giật nhẹ khóe môi không để ý tới sự khiêu khích của đường thần duệ anh hiểu rất rõ người này một khi tâm tình cậu ta khó chịu liền cực kỳ thích khiêu khích người khác không làm họ biến thành phiền muộn như mình thì nhất định không thôi có thể cậu ta mới cảm thấy tâm lý cân bằng được tôi có hứng thú với cậu thì có tác dụng sao cho dù toàn thế giới này đều có hứng thú với cậu thì cũng có tác dụng sao đường dịch vừa gửi tin nhắn vừa đáp lại người cậu muốn là ai trong lòng cậu rõ ràng nhất đường thần duệ không che giấu nữa buông tay ra cười một cái thật ra mẫu phụ nữ mà tôi thưởng thức không giống như cô ấy đường thần duệ cầm chén nước vừa uống vừa nói dáng điệu rất thờ ơ mẫu phụ nữ mà tôi thưởng thức phải là người hiểu tình hiểu tâm hiểu phong nhã thích đọc sách viết chữ vẽ tranh tĩnh lặng một chút Người phụ nữ như vậy sẽ vô cùng hấp dẫn. Động tác chuẩn bị gửi tin của đường dịch lập tức dừng lại. Anh quay đầu, giọng điệu nghe không được tốt lắm. Cậu đang nói thật đấy à? Cậu có ý kiến? Đương nhiên, tôi phải có ý kiến. Nếu cậu ôm một người phụ nữ như thế, tôi sẽ cảm thấy giống như cậu đang ôm kỷ dĩ ninh. Đường thần duệ tạm ngừng vài giây, đến lúc hiểu ra liền bật cười âm ý. Thưởng thức không có nghĩa là sẽ ra tay muốn người đó." Anh cười một hồi, thanh âm liền trầm hẳn đi. "Hương Vãn không phải là mẫu người mà tôi thưởng thức, nhưng nói thế nào nhỉ, cô ấy là mẫu người sẽ khiến tôi phải đau lòng." "Thưởng thức thì tính là gì? Đơn thuần là ham muốn của đàn ông mà thôi, sống hay chết đều không quan hệ với anh, cũng không khơi dậy được nửa điểm tiếc thương trong lòng Đường Thần Duệ, thế nhưng yêu thương thật sự là đáng chết chỉ khiến anh vĩnh viễn muốn đem cô giữ lại bên cạnh mình có nhiều loại cảm tình không do anh quyết định cùng với chuyện yêu hay không yêu chẳng liên quan đến nhau chỉ đơn thuần là đau lòng thương tiếc rồi cứ thế nhận định thế nên về sau mỗi khi nhìn thấy cô ấy đều sẽ có loại cảm giác dịu dàng đã lâu không gặp cuối cùng đường thần duệ trầm mặc đứng lên một mình rời đi đường dịch đi phía sau gọi anh quay lại nói với anh một câu quan hệ giữa hai người luôn cần có một người lui nhiều hơn một chút nếu cô ấy đã là mẫu người khiến cậu yêu thương vậy thì đã định sẵn cậu phải là người nhượng bộ nhiều hơn cô ấy không công bằng đúng không nhưng ai nói với cậu tình yêu là công bằng thích một người vốn dĩ chính là chuyện phải làm bằng bất cứ giá nào không hề cần đến sự công bằng Đường Thần Duệ hơi xoay người như đang nở nụ cười, nói với Đường Dịch một câu, "Cảm ơn." Sau đó liền biến mất sau cánh cửa. 11 giờ rưỡi, anh về đến nhà, nhưng chào đón anh lại là một căn phòng lạnh lẽo. Đường Thần Duệ im lặng một lúc, nhìn thấy trên bàn có tờ giấy cô để lại cho anh, cầm lên xem thử, chỉ thấy có mấy chữ vô cùng đơn giản. "Em được phái đi ra ngoài học tập." mấy ngày tới sẽ không ở nhà đường thần duệ giật nhẹ khóe môi phải đi ra ngoài học tập cái gì chứ vô nghĩa cũng không nghĩ xem anh là ai lời nói dối đơn giản như vậy có thể lừa anh được sao cô đang sợ hãi sao bị hành động của anh ngày ấy dọa cho sợ hãi vì thế mới đoạt chỗ đứng trong danh sách phái đi học tập vốn là của giản tiệp chạy trốn mấy ngày đường thần duệ cầm tờ giấy nhìn mấy lần có chút nhức đầu. Thầm nghĩ cô nàng này thật là đơn thuần quá. Tưởng rằng trốn đi mấy ngày là thiên hạ có thể thái bình được sao? Nếu anh thật sự muốn động tay động chân gì với cô, cô chắc chắn không trốn được, còn dám chạy ra ngoài học tập nữa à? Nằm mơ. Đường thần duệ ở trong bóng đêm, trầm mặc một chút. Bạn thỏ nhỏ đã ngủ say xưa, trời bắt đầu chuyển lạnh, cô lót trong ổ của nó một tấm thảm nhung thật dày, cuối tuần nào cũng đem ra giặt sạch sẽ khiến ổ của bạn thỏ vô cùng thoải mái tình cảm chiến hữu cũng ngày càng kiên định trong tủ lạnh chất đầy thức ăn đều là cô cẩn thận mua sẵn mỗi thứ đều phù hợp với khẩu vị của anh nhà cửa cũng rất sạch sẽ đều do cô thu dọn mỗi ngày cô còn nhớ đặt vào góc phòng những cây xanh và hoa mà anh yêu thích có lẽ anh đã quên mất rằng thật ra hướng vãn vẫn vì ngôi nhà này mà làm nhiều lắm ngoại trừ trong việc tình yêu có chút chậm chạp không giống người thường những thứ khác cô đều làm không tệ nhưng mà trong chuyện tình yêu anh có thể trách cô được hay sao không thể bởi lẽ ngay từ lúc bắt đầu cô đã thẳng thắn nói mọi chuyện với anh rồi trước đây em từng có người trong lòng nhưng đều là chuyện đã qua Em cho anh biết là bởi vì em không muốn anh tưởng em là kẻ thiếu tiền liền tùy tiện tìm một cái gầm cầu. À, không không không, đương nhiên không phải là em nói anh là cái gầm cầu. Đường thần duệ không mở đèn lên, ở trong bóng đêm, anh ngồi xuống bên người bạn thỏ trắng, vuốt ve lông nó, thấy nó đang ôm trong lòng một món đồ chơi, là một con hổ chạy bằng điện mua cho cô. Đường thần duệ liền mỉm cười nhớ sinh nhật của anh cách đây không lâu cô vì ngày sinh nhật đó ngay khi anh vừa về đến nhà đã cười hắc hắc nói với anh nhìn cho kỹ đây cho anh một kinh hỉ bất ngờ nhé nói xong cô đập đập cửa phòng chuẩn bị xong chưa bạn thỏ trắng bên trong gian phòng cùng lúc vươn chân đạp đạp vào cánh cửa đáp lại chị gái đã chuẩn bị xong rồi cô lập tức tươi cười với anh sau đó mở cửa phòng ra hào khí mười phần kêu lên xuất hiện đi sức mạnh thần kỳ thú cưỡi vĩ đại ngay lúc khóe miệng anh vẫn còn co quắp đã thấy từ trong phòng một con hổ đồ chơi chạy bằng điện lao ra con thỏ nhỏ của anh đang cưỡi ở phía trên sau mông con hổ kéo một sợi dây màu hồng mang theo một chiếc bánh ngọt cắm nến cô cười hì hì hỏi anh không tồi không tồi đúng không Em tìm một tuần liền mới mua được một con thú cưỡi vừa ý đấy. Con thỏ này mông quá nhỏ, muốn để nó cưỡi được thật không dễ dàng. Ngay cả người vốn bình tĩnh thản nhiên như anh, cũng bị cô làm cho chố mất ra một trận. Trong một đêm khuya tĩnh mịch, đường thần duệ bỗng nhiên hiểu ra một điều. Một tịch hướng vãn như thế, anh không buông tay được. Trong nháy mắt khi nhận ra điều này, tâm tình của anh như vừa chút đi gánh nặng. Anh nghĩ thật kỹ mặc kệ sau này kết quả ra sao anh sẽ không tiếp tục mù mờ nữa nắm thật chặt cô là đủ rồi chữ tình nặng nề một người khiêng trong lòng thật quá vất vả nhưng mà vất vả cũng đáng thôi buông tay cô anh sẽ thật luyến tiếc sợ rằng sau khi buông tay rồi thành sodom của anh sẽ sụp đổ mà anh cũng sẽ như vợ của lót hóa thành cột muối Đường thần duệ nhìn tờ giấy ghi lời nhắn cô viết lại trong tay, vỗ chán mỉm cười, hơi có chút đau đầu. Đáng chết, lần trước dọa cô hơi quá rồi, xem ra cần phải tìm cách lừa cô ấy trở về mới được. Ban đêm, một ngày huấn luyện chương trình học lại kết thúc, tịch hương vãn cùng các đồng nghiệp nối đuôi nhau ra về. Bạn học giáp đề nghị, tuần sau đã kết thúc đợt huấn luyện rồi, đêm nay chúng ta đi ca ăn cơm thế nào được được nhanh chóng đạt được sự ủng hộ nhất trí của mọi người hương vãn cô sẽ không giả bộ có việc muốn làm rồi chạy trốn đâu đúng không tôi có việc thật sự mà hôm trước là giả bộ hôm nay thì không phải là giả bộ đâu cứ cười cười nói qua nói lại như vậy hương vãn tạm biệt các đồng nghiệp vội vã đi làm chuyện của mình thật ra có việc bận là giả có tâm sự mới là thật mà tâm sự này nói đến nơi đi tổng kết lại cũng chỉ vì ba chữ đường thần duệ sự kinh hãi trong đêm đó qua đi mấy ngày nay mỗi lần nhớ đến đều khiến cho hương vãn cảm thấy nơi tư mật của mình mơ hồ vẫn còn đọng lại dấu vết bị đâm vào nghĩ đến quá trình tạo nên những dấu vết ấy tịch hương vãn không khỏi cảm thấy da đầu truyền tới từng đợt tê dại quên đi không nên như thế sống ở trên đời phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải địa điểm huấn luyện này của bọn họ là ở một khu nhà trong một trường cao đẳng nổi tiếng được nhắc đến với cái tên trường cao đẳng điền viên nói theo kiểu chính phủ thì ngôi trường này nằm giữa thiên nhiên xung quanh chim hót hoa nở rời xa trốn phức tạp ồn ào cho cả thể xác và tinh thần của con người một môi trường học tập tinh khiết nhất cách gọi của dân gian thì nhiều hơn trực tiếp gọi nó là bộ lạc hoang vắng xung quanh trường chỉ toàn đồng ruộng thưa thớt vài hộ gia đình là một nơi chim không đẻ trứng chân chính tịch Hương Vãn Rốt cuộc đã hiểu ra vì sao trường này có thể cạnh tranh được cùng bác Đại Thanh Hoa rồi đem bạn nhốt vào chỗ này ngoại trừ học và học thì cái gì cũng không thể làm thành tích không tốt mới là chuyện lạ Hương Vãn đi rất xa tới một thị trấn nhỏ trong vùng chốt cuộc tìm thấy được một quán nét quán nét này tên là long bá thiên hạ một cái tên khí phách như vậy nghe qua lại có điểm lộ ra mùi rắn rết ở đây nếu như lúc tịch hướng vãn đi vào để ý xung quanh một chút thì sẽ phát hiện ngay quán nét này kỳ thực chính là địa bàn của một đám tay chân rắn độc bẩn loạn kém không có thiết bị an toàn tiếp đón cả trẻ vị thành niên cho phép bên trong tiệm nét xuất hiện những hành vi nam nữ không đứng đắn. Tùy tiện bắt lấy một trong những điểm trên cũng đã đủ tiêu diệt chỗ này. Thế nhưng giữa phong trào kiểm tra siết chặt an ninh như thế, nó vẫn ngẩng đầu, ưỡn ngực như cũ, sừng sững không đổ. Đủ thấy phía sau tiệm nét này cũng có chút thế lực. Nhưng bạn tiểu tịch của chúng ta lúc này đã mở cờ trong bụng, nhanh như chớp vọt vào, cười kha kha, vội vã mở máy. Mạng, mạng đây nhé! Đã một tuần rồi cô không sờ vào máy vi tính chơi game. Mỗi ngày ngoại trừ học tập ba đại biểu ra thì chính là nghiên cứu sự phát triển của khoa học. Thanh tâm quả dục hệt như một ni cô đã xuất ra vậy. Giờ vất vả lắm mới có thể hoàn tục. Cho nên lúc này tâm tình tiểu tịch kích động như thế cũng có thể giải thích được phần nào. Nhập tài khoản và mật mã nhanh chóng đăng nhập. Đám tiểu hài tử trong bang vừa thấy cô liền cực kỳ nhốn nháo Pháo, pháo tỷ tỷ tới rồi. Chúng đệ đợi tỷ rất lâu đấy, chờ tỷ dẫn bọn đệ đi luyện cấp. Đám trẻ trong bang này đều do chỉnh lượng và giản tiệp xuất chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đưa về. Nhưng mà hai kẻ kia chỉ có hứng thú với việc cứu mỹ nhân. Còn đối với việc nuôi tiểu mỹ nhân lớn lên thì không có hứng thú. Loại chuyện tốn sức như dẫn người đi luyện cấp này chỉ có hướng vãn chịu làm. Thế là cô nghiễm nhiên bị bắt nhận lấy trọng trách nặng nề đó trên vai. Các tiểu bằng hữu khác cấp tốc bao vây xung quanh, vạn lý trường pháo vĩnh viễn không ngã. Chỉ thấy trên màn hình, nữ dũng sĩ cấp 130 kia, khí định thần nhàn, hét lớn một tiếng. Nhân danh Mỹ Hồ Vương, ta triệu hồi thần thú, xuất hiện đi, thiện giải nhân y của ta. Dưới vẻ mặt sừng sốt của mọi người, một con thú cự long kim quang lấp lánh liền xuất hiện. Tiểu tịch tiêu sái nở nụ cười, ngồi trên vung tay tựa như một vĩ nhân, nói Các hài nhi, mau lên đây, cùng với ta tới hoa quả sơn đánh quái nào. Tịch hướng vãn không biết, trong lúc cô đang bận biệu tiêu sái quần chiến, đằng sau lưng có vài ánh mắt nóng cháy đang theo dõi mình. Bên cạnh quầy ba, một tiểu giáp đè thấp âm thanh nói vào điện thoại. Ông chủ, có một nữ tới, tuổi còn trẻ, sạch sẽ, nghe giọng thì có vẻ là người ở bên ngoài, hàng rất tốt em nhìn kỹ rồi mà hiện giờ cô ta đang chơi game online thao tác phó bản vô cùng làm dáng xứng đáng dẫn đầu nếu như đó là một ông chủ thích chơi game phản ứng nên có lẽ là ngay cả phó bản mà thao tác cũng tốt như thế cao thủ này nhất định tao phải đánh cùng một trận hoặc coi như thiếu tố chất một chút thì chỉ cần là chủ của một tiệm nét kinh doanh bình thường phản ứng nên có cũng sẽ là người từ bên ngoài tới thế thì đừng khách khí, làm thịt nó thêm vài đồng cho tao. Nhưng người ở đầu bên kia điện thoại, hiển nhiên chẳng phải thứ tốt lành gì. Phản ứng của hắn lại là vừa kinh hãi vừa vui mừng thốt lên. Cái gì? Nữ tuổi còn trẻ lại con sạch sẽ, còn là người từ vùng ngoài tới. Tuổi còn trẻ, sạch sẽ ở vùng ngoài, có nghĩa đây chính là một cô gái rất dễ xuống tay đấy nhé thế là người bên kia điện thoại quyết đoán đưa ra mệnh lệnh tối cao đẩy nó thật kỹ cho tao tao mang mấy anh em lập tức tới đó bọn họ quả nhiên tới rất nhanh mười phút sau một bàn tay bỗng nhiên khoác lên vai tịch Hương Vãn cô em làm quen nhé Hương Vãn đang bận đánh quái ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhấc lên nhếch miệng nói không có hứng thú lão đại có chút mất mặt rồi có nhầm hay không một đám rắn độc đông như chúng ta bộc lộ vẻ mặt hung ác đứng sau lưng cô ta cô ta vẫn còn có thể vùi đầu chơi game như thế một chút phản ứng cũng không có một tiểu ất bên cạnh vỗ một trưởng vào bàn cô em bọn này đang nói với cô em đấy lúc này tịch hướng vãn mới thấy rõ đám người vây quanh mình là ai thì ra là gặp phải lũ giặc cướp trong vùng mặc dù expo đã sắp tới trong tin tức mỗi ngày đều tuyên truyền rằng trị an của nước ta đã được đẩy mạnh, tăng cường ra sao. Nhất định có thể đảm bảo xuân sẻ tổ chức một thế vận hội expo hòa bình tốt đẹp cỡ nào. Nhưng lũ giặc cướp cũng là người mà. Bọn chúng cũng muốn có một thế vận hội expo tốt đẹp chứ. Lừa bán một em gái tuổi trẻ là có thể kiếm được một khoản tiền. Cuối năm được về sống tốt với ông bà rồi, con gì? Tiểu giáp, tiểu ất thấy vị cô gái trước mắt này rốt cuộc đã có phản ứng hưng phấn vô cùng nhất thời quen miệng một lời thốt ra cô em tới cười cho anh xem một cái nếu không để anh đây tới cười với em nhé thịch hướng vãn vô cùng bình tĩnh bĩu môi nói tôi không muốn đánh nhau ha ha được được chúng ta không đánh nhau ngoan ngoãn đi cùng anh là được anh dẫn em đến mấy chỗ tốt vui đùa một chút Nói xong liền bắt đầu ôm lấy thắt lưng cô, động tay động chân. Trong lòng tiểu tịch vô cùng phẫn nộ. Ngay cả đường thần duệ, bà đây cũng không sợ. Chẳng lẽ bà đây sẽ sợ chúng mày? Thế là giơ chân lên, hung tợn đạp vào bụng gã kia một phát. Bẻ quạt tay gã ra sau lưng, ném đi. Không ngoài dự tính, phải ra tay rồi. Kết quả đánh nhau không hề ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, trong lòng tịch hướng vãn vô cùng buồn bực sao giờ lũ trộm cướp lại kém như thế chứ một chút võ vẽ cũng không có chỉ bằng lũ khoa chân múa tay này sao có thể làm ăn được gì đây ngay lúc tịch hướng vãn xử lý xong tên cuối cùng coi báo động bất chợt réo lên cảnh sát ập tới mấy tên cảnh sát mập mạp vọt vào nhìn thấy cảnh tượng cô cùng với người ta đánh nhau xong liền ngay cả thẩm vấn cũng không thèm trực tiếp ra lệnh đây là hành vi bạo lực gây dối chị an mau bắt lại cho tôi tất cả đều bắt lại nhất là cô gái kia không được để chạy thoát bạn học tiểu tịch của chúng ta khiếp sợ không thôi khoảnh khắc bị bắt giữ nhét vào trong xe cảnh sát ngực liền lộp bộp trầm xuống trước đây cô đã từng nghe qua những chuyện giống như vậy đàn ông ra bên ngoài tìm phụ nữ nếu số tốt thì chỉ cần vui vẻ một đêm cởi đồ làm việc trả tiền rồi rời đi là xong nhưng nếu số không tốt thì sẽ bị chồng hay anh em nói chung là một tên đàn ông nào đó của người phụ nữ kia bắt được như thế còn nhẹ sợ nhất chính là bị thông đồng bắt vào đồn công an ở đó bọn họ có thể quang minh chính đại tiến hành những hành vi dọa nạt bắt ép hợp pháp đối với bạn tim đàn bà nói cho mày biết hành vi này của mày đã cấu thành tội chơi gái trong luật pháp nước ta rồi văn bản pháp luật đã quy định rõ ràng cần phải phạt tiền gặp phải loại chuyện này bạn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cống nộp vì trị an quốc gia mà thôi vì thế tịch hướng vãn vẫn kinh hãi nghĩ mình sẽ không xui xẻo bị bọn chúng cấu kết bắt tới đồn công an chứ thế là cho tới lúc này đều chỉ phụ trách đem phần tử phạm tội bắt vào nhà lao bạn học tịch hướng vãn chào đón một trải nghiệm mới trong cuộc đời bị bắt vào phòng tạm giam trong đồn chờ xử lý tịch hướng vãn ở trong phòng tạm giam Nói trong lòng không hoảng hốt thì chính là gạt người. Bọn họ có chứng cứ nói cô đã thương người khác, bao che cho bọn xã hội đen, nói rằng đây không phải chuyện do bọn chúng tạo thành. Những mưu kế kiểu này của các cơ quan quốc gia, không phải cô chưa từng nghe qua. Một người nào đó bị tình nghi phạm tội, sau khi bị giam giữ 3 tiếng đồng hồ đã chết không rõ nguyên nhân. Tin tức tuyên bố ra bên ngoài là do người đó bị bệnh tim tái phát song người nhà của người chết ở trong đội khám nghiệm tử thi lại phát hiện ra thi thể có rất nhiều vết thương trồng chất thê thảm vô cùng thế là khóc lóc đòi kháng án kiện cơ quan cảnh sát dùng bạo lực chấp hành pháp luật đúng lúc tịch hướng vãn đang tâm hoảng ý loạn vô cùng một vị cảnh sát đột nhiên tiến vào mở đèn cầm giấy bút bắt đầu thẩm vấn ngành chấp pháp chúng ta tuyệt đối không để người tốt phải chịu oan uổng thế nhưng vị đồn trưởng này nghiêm nghị phát biểu cũng tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ một phần tử phạm tội nào tiểu tịch lập tức không nhịn được nói không phải tôi ra tay trước tôi bị oan đồn trưởng liếc mắt nhìn cô một cái hừ hừ cười lạnh người nào vào đây câu đầu tiên thốt ra cơ bản đều là như thế hương vãn buồn bực Nói đi. Vị lãnh đạo đồn công an hách dịch quát. Tên. Tịch hướng vãn. Tuổi. 26. Hách dịch tra hỏi một lúc sau. Vị lãnh đạo này căn cứ các điều khoản làm ra chỉ thị. Hành vi đả thương người khác của cô đã cấu thành tội gây dối trị an công cộng. Nhưng niệm tình mới vi phạm lần đầu. Thái độ nhận tội cũng tương đối thành khẩn. Vì thế, theo luật, chỉ xử lý nhẹ nhàng, tạm giữ 5 ngày Hương Vãn mở to mắt. Tạm giữ? Khốn kiếp! Tưởng cô là người thiếu kiến thức pháp luật chắc. Bà đây là bị liên lụy vào vụ này, có hiểu không? Thế nào? Cô còn muốn phản kháng à? Thế thì tội phải tăng thêm một bậc. Hương Vãn tiếp tục rụt đầu xuống, không dám ho he nữa. Thế lực địa phương là không thể chọc vào. Cho dù tiểu tịch có A Quy như thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không thể A Quy dùng cây cớ Tạm giam thật tốt quá, có ăn có ở, lại có thể trốn tránh Đường Thần Duệ được thêm mấy ngày để tự an ủi mình được. Đường Thần Duệ, Đường Thần Duệ, hai mắt tiểu Tịch rốt cuộc sáng bừng lên. Cô còn có Đường Thần Duệ cơ mà. Tôi có người nhà, có thể nộp tiền phạt, nộp tiền bảo lãnh. Mí mắt vị đồn trưởng hơi cong lên. Phạt tiền, chính là tiền. Quyết đoán đưa ra chỉ thị mới nộp tiền thôi thì cũng được nửa giờ sau khi bóng dáng đường thần duệ xuất hiện trước mặt tịch hướng vãn cô đang suy yếu úp mặt vào trong bàn ở trong phòng tạm giam vừa ngẩng đầu nhìn thấy đường thần duệ tiểu tịch lập tức cảm thấy mũi chua xót lệ nóng tuôn trào đừng trước mối lo sẽ bị tạm giữ bởi mưu kế của cơ quan quốc gia này mấy trò tiểu đánh tiểu nháo giữa cô và đường thần duệ lúc trước đều là mây trôi đều là mây trôi hết vừa bổ nhào tới cô liền ủy khuất nghẹn ngào giống như thấy được người thân vậy đường thần duệ ôm cô an ủi không có việc gì có bị thương chỗ nào hay không hướng vãn lắc lắc đầu khóc lóc kể lể tội nghiệp vô cùng em cứ sợ anh sẽ không đến đường thần duệ nở nụ cười sờ sờ đầu cô dịu dàng lên tiếng trở về cùng anh được không tắm rửa cho tốt rồi ăn một bữa cơm an tâm ngủ một giấc mọi chuyện hôm nay đều sẽ qua cả thôi cô chui đầu vào ngực anh cảm động gật đầu anh đối với cô thật sự quá tốt chỉ cần không so đo tính toán muốn cô đi chỗ nào cũng được đường thần duệ mỉm cười mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh bế ngang cô lên ôm vào lòng bước ra ngoài để lại mọi việc phía sau cho trợ lý đến giải quyết trong đồn công an hàn trợ lý đang uống trà nhìn vào băng hình trước mắt trên màn hình tịch hướng vãn đang cùng đám người kia đánh nhau trong quán nét hàn trợ lý ôn hòa tán thưởng quý sở làm việc quả nhiên rất đắc lực sở trưởng cúi đầu khom lưng đứng ở một bên đúng vậy đúng vậy đường tổng đã nói trước một tiếng rồi chúng tôi cũng không dám để cô tịch bị thương chỉ phụ trách bắt về là được Hàn trợ lý đặt chén trà xuống, mở miệng nói có chút mơ hồ. Chẳng qua vừa rồi có một chút việc, chuyện các người làm khiến cho tổng tài của chúng tôi rất không vui vẻ. Sở trưởng cả kinh. Cái gì? Ở đây. Hàn trợ lý chỉ vào màn hình. Trên màn ảnh, một tiểu giáp nào đó đang ôm thắt lưng của tịch hướng vãn, động tay động chân. Dòng điệu của Hàn thâm vô cùng thâm thúy vang lên đường tổng của chúng tôi cực kỳ không thích có kẻ chạm vào người phụ nữ của mình sở trưởng vội vã cười theo đây tuyệt đối không phải là cố ý thủ hạ của chúng tôi làm theo ý của các ngài không cẩn thận diễn quá nhập vai mà thôi hàn trợ lý đứng lên cũng ôn hòa mỉm cười lấy một tờ chi phiếu đưa cho ông ta lần này chút chuyện ngoài ý muốn chúng tôi cũng không so đo nữa hợp tác vui vẻ ngồi trên xe đường thần duệ tịch hướng vãn cúi gầm đầu xuống chỉ cần nghĩ tới việc mình đang yên đang lành lại bị tống giam vào sở cảnh sát cô liền phiền muộn vô cùng trong khoảnh khắc bước ra khỏi phòng tạm giam ấy nội tâm hướng vãn liền nảy sinh loại cảm giác cảm ơn đất nước đã cho tôi cơ hội được làm người lần nữa kích động như vậy thậm chí thiếu nước dập đầu xuống sàn nhà mà bái lại thế này trời ơi đất ơi con chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi thôi, sao cuộc đời lại gặp gành đến vậy?" Đường Thần Duệ ngồi ở một bên thoải mái tự nhiên, qua kính chiếu hậu liếc nhìn người bên cạnh mình, giọng điệu vô cùng thân mật. "Có đói bụng không? Hay là chúng ta tìm một quán ăn gia đình nào đó dùng tạm bữa tối đi, hiện giờ anh rốt cuộc đã thỏa lòng mong ước, đem được người mà mình ngày nhớ đem mong trở về. Tình yêu và sự kiên trì bền bỉ của anh, tất cả Đều đã trở về rồi. Biểu hiện săn sóc vô cùng ấy khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy Đường Thần Duệ quả nhiên là một người bạn trai chất lượng rất tốt. Đương nhiên sẽ không ai biết những thủ đoạn mà anh vừa dùng ban nãy có bao nhiêu vô sỉ, bao nhiêu mờ ám, mà những chuyện này hiển nhiên không nằm trong phạm vi cần suy nghĩ để ý của Đường Thần Duệ. Giống như bình thường, anh hay nói ở công ty như thế này. Mọi thủ đoạn của chúng ta đều chỉ phục vụ mục đích cuối cùng. Hữu hiệu là được rồi. Vì thế, các cấp quản lý cấp cao của đường thịnh sâu sắc hiểu rằng một khi đường thần duệ dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nói cho họ biết chuyện này tôi không hài lòng. Khi ấy, việc duy nhất họ có thể làm chính là dùng tất cả những thủ đoạn có thể để biến mọi việc trở thành thứ khiến anh hài lòng. Hương vãn phiền muộn, lắc lắc đầu không muốn ăn ở bên ngoài hiện giờ cô cảm thấy vô cùng mất mặt chỉ muốn tìm cái động mà chui vào không cần gặp ai hết đường thần duệ rất săn sóc gật đầu được vậy về nhà ăn cơm muốn ăn gì ăn cháo là được phía trước không xa chính là cửa tiệm sô cô la mà em thích nhất đợi lát nữa xuống xe có muốn mua một món điểm tâm ngọt ngào nào đó không hử không muốn không có khẩu vị đường thần duệ mặt không biến sắc liếc nhìn gò má không vui của cô ở trong lòng âm thầm so sánh tính nghiêm trọng của vấn đề rất rõ ràng thoạt nhìn có vẻ như cô đã bị đả kích làm cho cô tỉnh lại chính là việc cần thiết vào lúc này đương nhiên đường thần duệ tuyệt đối sẽ không ngu đến mức đi tự thú đừng buồn nữa thật ra mọi chuyện đều do anh sắp xếp vất vả lắm anh mới đưa được con thỏ yêu đang tức xù lông này về chẳng may chọc cô tức điên lên rồi chạy biến mất thế thì anh lại phải tiếp tục sống những chuỗi ngày thiếu thốn tình cảm một mình ngủ ban đêm nữa à cô ngu mới làm như thế loài chuyện dỗ dành phụ nữ này trước khi quen biết tịch hướng vãn đường thần duệ chưa từng làm qua chẳng những chưa từng làm căn bản là lười không thèm làm mới đúng nhưng mà từ khi quen được tịch hướng vãn thiên phú của anh trên phương tiện này lại được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn và thành thục dũng cảm thận trọng không biết xấu mặt là gì quả thực chính là được trời ưu ái bạn học đường nghĩ ngợi một hồi mấy phút sau mặt mày liền giãn ra đột ngột quẹo tay lái về bên trái dừng xe trước cửa một tiệm bán quần áo hương vãn ngẩng đầu không rõ làm sao tới chỗ này làm gì mua bộ quần áo thôi xuống xe đường thần duệ vung tay đóng sập cửa lại chỉ nghe thấy được tiếng hương vãn bĩu môi tỏ vẻ không cho là đúng nói em không cần mua quần áo em có đồ để mặc rồi còn gì anh biết quần áo em có rất nhiều đường thần duệ dỗ dành cô em đã từng nghe qua một truyền thuyết chưa nếu như một người có vận khí không tốt muốn thay đổi số mệnh của mình việc đầu tiên người đó nên làm chính là thay đổi toàn bộ quần áo đang mặc trên người bởi vì bóng ma của số phận đã ám ở trên chúng rồi hương vãn đối với mấy chuyện quỷ thần mê tín gì đó luôn ôm thái độ thà tin rằng có còn hơn là không tin thấy đường thần duệ thần bí nói như vậy cô liền đưa tay ra xoa đầu có chút thành khẩn hỏi lại thật sao là thật sẽ gặp quỷ liền rõ ràng là anh thuận miệng nói bừa thôi mà mặc dù cười thầm trong lòng như thế nhưng trên mặt đường thần duệ vẫn tỏ vẻ không chút nào giấu giếm. Chân thành gật gật đầu, tăng thêm độ tin cậy. Loại chuyện kiểu này, nên tin vẫn tốt hơn. Hương vãn không lên tiếng nữa. Đường thần duệ cười cười dắt tay cô đi vào cửa hàng quần áo, trong lòng tràn ngập cảm giác may mắn. May mà đám tóc ngố này không tinh thông lý luận tôn giáo đủ điều như kỷ dĩ ninh. Nếu không khéo, anh phải đi theo bước chân của đường dịch. Nói lý không được, liền quay sang giở trò bạo lực. Như thế thì có chút thảm rồi. Cho nên nói, tìm vợ thì nên tìm cô ngốc mới tốt, ngốc một chút mới dễ lừa gạt. Đường thần duệ rõ ràng là khách quen ở đây. Quản lý cùng nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy bóng anh xuất hiện, liền lập tức tiến lên chào đón. Thần thiết nói, Thần thiếu, đã lâu lắm rồi không thấy cậu đến chỗ chúng tôi đường thần duệ mỉm cười kéo tịch hương vãn đứng trước mặt quản lý cửa hàng lên tiếng tìm cho cô ấy một bộ đồ thích hợp mặc trong nhà cố gắng thoải mái nhất có thể hương vãn đạp anh một cước thấp giọng kháng nghị em không thích mặc đồ ngủ là đàn ông nên mặc áo sơ mi mặc mấy thứ đồ ngủ kiểu này có điểm giống mẹ già cô ngốc không phải áo ngủ. Đường thần duệ dùng giọng điệu cương chiều mà ai cũng có thể nghe ra, nhưng đường sự thì lại ngu ngốc không ngẫm được để dỗ dành hướng vãn. Được rồi, nghe lời, đi vào thử xem. Chỉ từ thái độ này của đường thần duệ thôi, kẻ đã thấy qua không ít loại người như chủ cửa hàng, lập tức thầm tính toán trong lòng. Bên ngoài đường thần duệ trông thì ôn hòa, nhưng tính cách thực tế lại vô cùng lãnh đạm từ tác phong làm việc có thể nhìn ra một khi người này đã hạ quyết tâm thì vô cùng đáng sợ một người như vậy khi nào thì lại có tâm tư đi lo chuyện dỗ dành phụ nữ chứ vì tịch tiểu thư này hẳn chính là bà đường mà anh ta nhận định sau này rồi nghĩ đến đây quản lý cửa hàng liền không dám chậm trễ tịch tiểu thư mời tới bên này xem qua xin cứ tự nhiên đồ chúng tôi đây có nhãn hiệu xx của nhà thiết kế xx còn có mẫu yi y của nhà thiết kế yi y. hương vãn lôi kéo cổ tay âu phục của đường thần duệ có chút phiền não oán giận em bảo này đất trời bao la chẳng lẽ không thể tìm ra được một món đồ nào của nhà thiết kế nước mình hay sao ngay cả người bình tĩnh tự nhiên như đường thần duệ cũng bị cô làm cho bất ngờ theo một chút soi mói là một thói rất xấu đấy anh đẩy cô bước vào phòng thay đồ đi vào mặc thử đi thoải mái là được dù sao mua để cho em mặc trong nhà mà hướng vãn không lay chuyển được anh đành ôm quần áo đi cùng hai cô gái bước vào trong phòng thay đổi quản lý cửa hàng cùng đường thần duệ có chút quen biết ít nhiều nói chuyện cùng nhau sẽ không quá công thức như kiểu chính phủ thế là chớp chớp mắt nhìn anh cười cười có thể khiến cậu động tâm xem ra cô gái này hẳn là tài mạo song toàn đủ tài, đủ đức. Đường thần duệ gần như bị chọc cười rồi, cũng không che giấu, khẽ buông tay, lắc đầu thừa nhận. Ngoại trừ tính tình không tệ ra, những mặt khác ngụ ý chính là không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, đường thần duệ vuốt cằm hồi tưởng, bổ sung thêm. Lối suy nghĩ của cô ấy đôi khi còn có chút Đáp án này quả thật khiến cho quản lý cửa hàng không thể tin nổi. Vậy, cậu thích cô ấy ở điểm nào nhất? Chuyện này thì có lẽ là do tôi nuôi thỏ nhiều năm, từ đơn giản biến thành căn bệnh phức tạp rồi. Trên thực tế, vấn đề này Đường Thần Duệ tự hỏi mình cũng đã lâu, vuốt cằm nghiền ngẫm nói. Nhìn thấy một vật nhỏ ngốc nghếch đần độn như thế, tôi thực không muốn để người khác chăm nuôi cô ấy đường thần duệ đút tay vào túi quần ôn hòa mỉm cười dù sao ở trong nhà có nuôi một con thỏ là nuôi mà hai con thỏ cũng là nuôi như nhau thôi mà quản lý cửa hàng vô cùng sửng sốt đường thần duệ cậu rút cuộc là đang ở trong trạng thái tâm lý không bình thường đến mức nào vậy phía bên này hương vãn mặc quần áo xong đi ra vẻ mặt quả nhiên không còn tỏ ra mất tự nhiên như lúc mới vào mà trở nên mừng rỡ và vui sướng. Quần áo ở nhà màu lam nhạt có chất liệu xốp xốp mềm mềm, mang theo hương vị đặc biệt, sờ lên lớp lông rất có cảm xúc, mặc vào người cũng cực kỳ thoải mái. Cô là một người không hay che giấu tình cảm của mình, bộ dáng vô cùng vui vẻ, thẳng tắp đi tới trước mặt đường thần duệ. Đường thần duệ vươn tay sờ soạn mặt cô. Thoải mái không? Thoải mái hương vãn vuốt ve bộ quần áo lông xù cất tiếng cảm ơn từ đáy lòng cả người đều thanh tĩnh lại thật sự cảm thấy rất thoải mái đường thần duệ mỉm cười thực ra anh rất muốn nói rằng để anh cởi ra giúp cô thì càng thoải mái hơn thế nhưng rõ ràng là thời cơ vẫn chưa đến thời gian địa điểm cũng không phù hợp trước mắt chỉ có thể đem tâm tư bất lương của mình nhịn xuống mà thôi em thoải mái là được rồi hương vãn lại hỏi không khó coi chứ nếu như mặc rộng thùng thình giống hệt như phụ nữ có thai thì cũng quá mất mặt rồi đường thần duệ gật gật đầu cổ vũ nói nhìn rất đẹp hi hi cảm ơn anh nhé hương vãn nói rồi xoay người chạy tới trước gương ngắm quần áo mới không hề hay biết lúc này tâm lý đường thần duệ đang hoạt động bất lương ra sao đương nhiên cũng sẽ không biết đối với dáng vẻ cô mặc bộ đồ này trên người trong đầu đường thần duệ chân chính đánh giá thực chỉ có hai từ mỹ vị thực sự rất hấp dẫn anh một ngụm ăn tươi cô lúc tính tiền hương vãn thấy đường thần duệ làm động tác chuẩn bị quẹt thẻ cô liền vội vã tỏ thái độ giữ vững lập trường em không nên dùng tiền của anh vừa nãy ở ở đồn cảnh sát cũng đã khiến anh tốn rất nhiều tiền để nộp bảo lãnh cho cô. Biểu hiện của đường thần duệ rất ra dáng một người bạn trai mẫu mực tốt bụng, vườn tay gõ gõ đầu cô một chút. Chúng ta đã nói trước rồi còn gì, những chuyện đã qua sẽ không nhắc lại nữa. Trong lòng hướng vãn từng chút từng chút lửa nóng tích tụ lại, có chút ít cảm động. Đương nhiên, ngoài miệng thì vẫn rất trôi chảy nói rằng, không được, không thể cứ dùng tiền của anh mãi được. Về kinh tế cần phải làm cho rõ ràng. Nên làm gì thì cứ thế mà xử lý. Như vậy, mối quan hệ vợ chồng sắp cưới này mới có thể kéo dài. Đường thần duệ rũ mắt xuống, khẽ nhếch khóe môi. Ai muốn cùng em làm vợ chồng chưa cưới chứ? Yên tâm, tương lai trở thành vợ chồng rồi. Còn nhiều cơ hội để em lấy thịt bồi thường cơ mà. Lúc trả tiền, hương vãn vẫn nói liên miên như cũ kéo cánh tay anh cằn nhằn không ngừng nói cho anh biết một cái áo lông em vẫn có thể mua nổi mà người ở chỗ này nhất thời bị các câu một chiếc áo lông kia của cô làm cho sửng sốt cô à cửa hàng pika pika của chúng tôi trang hoàng đẹp đẽ như vậy sao có thể bán loại áo lông bình thường như ngoài chợ được chứ đó là hàng cao cấp hàng cao cấp đấy đường thần duệ chỉ khẽ vuốt ve mặt cô cười cười nghe cả mở miệng giải thích cũng lười không muốn làm cuối cùng vẫn là vị quản lý cửa hàng khụ một tiếng lúng túng giải thích với cô cái này áo lông kia là số này bạn học tiểu tịch nhất thời á lên một tiếng biết mình đã nói hơi quá tôn nghiêm của nhân dân lao động cần phải có năng lực kinh tế đứng đằng sau hậu thuẫn nếu như cô đem mấy tháng tiền lương của mình quay lại mua một bộ quần áo rách nát như thế vậy còn kiếm tiền làm cái gì đi thôi đường thần duệ nắm tay cô đi ra ngoài hương vãn lập tức người nghèo chí ngắn vò đầu cười hi hi cảm ơn anh nhé có quần áo mới để mặc cô vẫn cực kỳ vui vẻ đường thần duệ im lặng nhìn cô đột nhiên yết hầu trở nên khô khốc không rõ nguyên do vội vàng thu hồi tầm mắt lại ổn định tinh thần đuổi đi sự thất lễ ở đũng quần cùng với tâm tư nguy hiểm của chính mình. Một đường trò chuyện về đến tận nhà, cảm xúc quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Hương vãn gấp gáp không kịp đợi. Việc đầu tiên khi vào phòng là tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi một thân xui xẻo của mình, thay bộ đồ mới mua mặc trong nhà. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái rồi, tâm tình cũng trở nên thông thoáng hơn hẳn. Hương vãn xoa mái tóc ướt đầm đi ra, đường thần duệ đang ở trong phòng bếp múc cháo vào bát động tác không nhanh không chậm ẩn chứa sự điềm tĩnh hương ván tựa vào cánh cửa nhà bếp nhìn bóng lưng anh một lúc lâu loại người không hiểu chút phong tình nào như cô lúc này cũng không thể không thốt lên anh thật quá dịu dàng từ nhỏ cô đã biết một người có thể đối xử dịu dàng với một người khác cần cả một quá trình nhưng chỉ duy nhất Đường thần Duệ là ngoại lệ, anh dịu dàng với cô gần như chưa bao giờ cần đến quá trình đó. Ăn xong cháo là xong bữa tối, thu dọn mọi thứ xong, tịch hương vãn bất ngờ hồi hộp. Hỏng rồi, đã đến giờ đi ngủ. Lần trước, cái chuyện giáo dục mang tính chấn động mà đường thần Duệ đem tới cho cô kia, có thể nói là đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng tịch hương vãn. Mỗi một khi nhớ đến, da đầu liền tê dại. Nếu như đêm nay Đường thần duệ tỏ ý muốn làm Cô mà cự tuyệt Nói không chừng anh sẽ nảy sinh mấy suy nghĩ kiểu như Không chịu nhận cái danh vợ chưa cưới Còn muốn tôi tới cứu em Định đùa tôi thấy được mà không ăn được hả Cũng nên Trong lòng hướng vãn Khẽ xấu hổ một chút Loại thái độ có việc chung vô diệm Không việc hạ nganh xuân này của cô Thật là quá ích kỷ rồi đang lời hoài đường thần duệ đứng ở vườn hoa trên ban công Đột nhiên vẫy vẫy tay với cô Làm cái khẩu hình Qua đây Trong vườn hoa Dưới bầu trời âm u Anh kéo cô sát lại gần mình Đưa một chiếc cốc để cô ôm trong tay Bên trong là canh gừng đường đỏ còn nóng ấm Tay anh bao lấy tay cô Dịu dàng nói Uống nhân lúc còn nóng đi Thế là hướng vãn cúi đầu liền nhìn thấy Lòng bàn tay tràn ngập sự ấm áp Đường thần duệ mang lại mu bàn tay cũng tràn ngập sự ấm áp của anh Hướng vãn có chút ngượng ngùng Vâng Năm ấy hướng vãn 26 tuổi Thời gian dần trôi Có vài người đã rời khỏi cuộc sống của cô Có vài người ở lại Nhưng chỉ có đường thần duệ Chỉ có người đàn ông này Sẽ trước khi kỳ sinh lý của cô bắt đầu Nhờ gió nấu canh gừng rồi bỏ thêm nửa túi đường đỏ chỉ bởi vì yêu cô ngay giây phút này tịch hương phản bỗng qua ảo giác ký ức về đường thần duệ và những ngày đen tối ấy cứ ùa về đan xen nhau mà cô đã nhẫn nhịn che giấu nếu có một ngày phải từ bỏ tình cảm này cô không thể mà cũng không muốn hai người thích ý ngồi ở trong vườn hoa trò chuyện cô bị anh ôm ngồi trên đùi lưng tựa vào lồng ngực của anh từ phía sau chuyển tới từng đợt ấm áp. Em không có điều gì muốn nói với anh sao? Ờ, cảm ơn. Không phải cái đó. Em, em yêu anh. Lời tỏ tình mà cô cũng có thể nói qua loa được như vậy. Đường thần duệ cũng không nhịn nổi, co quáp khóe miệng lại. Cũng không phải cái đó. Thế là cái gì? Kiểm điểm lại mình là sao? Để lại một tờ giấy liền không từ mà biệt, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Em tự nghĩ xem, đây là chuyện mà em nên làm sao. Khi thế của Đường Thần Duệ khi dạy dỗ người khác là do bình thường có kinh nghiệm thực chiến từ việc giáo huấn các vị quản lý trong công ty mà luyện thành. Đối với kiểu người giống như Tịch Hướng Vãn, đã quen bị người khác lãnh đạo và chỉ huy, anh muốn bắt thóp cô quả thực là dễ đến không cần nghĩ không vãn bĩu môi quả thực cô rất muốn đế thêm một câu rằng còn không phải tại anh đùa giỡn lưu manh với em khiến em có nhà mà không dám về à nhưng mà vào lúc này cô thật sự không dám chống đối anh chuyện kia thì tính làm gì cô vừa mới được anh đưa ra khỏi phòng tạm giam trong đồn cảnh sát đấy nhé nợ ân tình còn chưa trả hết đâu đường thần duệ mặt không đổi sắc liếc nhìn cô rất rõ ràng Thái độ nhận sai của cái người trước mặt này rất không tích cực. Dựa vào đặc tính thích khẩu vị nặng của Đường Thần Duệ, anh cực kỳ muốn dứt khoát lột sạch quần áo của cô, sau đó nhìn cái mông trắng trắng mềm mềm bị mình đánh cho hồng hồng tím tím, "Tiểu Diễm, đến thế nào?" Nghĩ đến quá mê mẩn, vội vàng thu lại tâm tư, ngăn chặn cỗ tà hỏa vừa lủi lên từ bụng dưới. Đường Thần Duệ liếm môi, hạ thấp mình sửa thành đi theo con đường dụ dỗ. Hương vãn, 26 tuổi, em đã không còn nhỏ nữa rồi. Trong giọng điệu của anh có một tia bất đắc dĩ. Có một số việc có thể làm, có một số việc lại không thể làm. Em không từ mà biệt, anh có thể hiểu được. Anh chỉ không yên lòng, một mình em ở bên ngoài. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn giống như hôm nay, không phải lần nào anh cũng có thể đúng lúc xuất hiện thay em giải vây được. Không thể không nói, bản lĩnh mở mắt nói láo của Đường Thần Duệ thực sự đã vươn tới một tầm cao mà người bình thường không thể nào với tới được, cũng khó để có thể đạt đến trình độ lay động lòng người như vậy. Cô ý nói nghe thật là bất đắc dĩ, rõ ràng chính là tranh thủ sự đồng tình của cô gái trẻ mà. Nhưng mà bạn học tiểu Tịch chẳng hay biết gì, quả thực đã bị đả động tới tâm nhìn không được đưa mắt nhìn đường thần duệ có chút rung động với một đường thần duệ lòng dạ luôn thâm sâu mà cũng có thể nói được những lời có tình như vậy hương vãn cúi thấp đầu em biết sau này sẽ không như thế nữa như vậy cũng tốt sau này không nên để anh phải lo lắng thêm thanh âm của anh tràn ngập từ tính và trầm thấp phối hợp với ánh mắt thành khẩn mười phần nhìn kiểu gì cũng thấy giống như được phát ra từ nội tâm không ai hay biết lúc này trong lòng đường thần duệ đang âm thầm cười lạnh ngoan từ nay về sau cho dù em có cánh bay anh cũng có cách khiến em bay không nổi hai người cứ như vậy trò chuyện câu được câu không bất chi bất giác cũng ấm áp mười phần hương vãn uống một ngụm canh gừng cuối cùng trong chiếc cốc đang cầm trên tay bỗng dưng như chợt nghĩ tới điều gì ngẩng đầu hỏi gần đây anh làm việc có thuận lợi không vì sao lại hỏi như vậy anh cảm thấy có ý tứ em đối với công việc của anh luôn không có hứng thú cơ mà gần đây giới truyền thông đăng báo rất nhiều còn gì nói anh ủng hộ một công ty nào đó dùng danh nghĩa để cướp đoạt quyền lợi gì gì đó đường thần duệ cười cười vòng tay đang ôm cô siết chặt hơn một chút trong thanh âm tràn đầy sự cám dỗ em có hứng thú muốn biết sao ngay cả là người vốn không hay quan tâm chuyện linh tinh như tịch hướng vãn cũng không chống đỡ được sức cám dỗ này vươn tay ra vỏ đầu anh thực sự muốn đoạt quyền của người ta sao trên mặt đường thần duệ vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong lòng lại có chút buồn cười cô dò hỏi như thế hiện nhiên chính là dáng vẻ thường thấy của những gián điệp cơ mật hay ăn cắp các tin tức của các doanh nghiệp còn gì. Nếu như không phải đã sớm biết trước, người này ngốc từ trong tâm ngốc ra mà không phải giả vờ. Nó không chừng, anh sẽ cho rằng đây là gián điệp của các công ty khác đang chơi trò mỹ nhân kế với mình cũng nên. Nhìn không được, muốn trêu chọc cô một chút. Đường thần duệ liền chậm rãi mở miệng. Muốn biết thì phải nhìn biểu hiện đêm nay của em. Hương vãn chấn động, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên. Vừa rồi anh đang định ám chỉ cô, muốn hối lộ sao? Em chỉ thùy tiện hỏi một chút thôi mà. Vừa thấy có chút không đúng, cô liền hàm hồ nói một câu. Canh gừng uống xong, em đi xem giờ. Đứng dậy, đã định chạy trốn. Đường thần duệ đoán chắc được điểm này của cô, Thế nên cánh tay dài vừa vươn ra đã ôm được cô trở về. Tay hướng vãn run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi cái cốc xuống đất. Thanh âm mất tiếng của đường thần duệ lập tức vang lên, rõ ràng mang theo một giáp tâm đầy bất lương nào đó. Mấy ngày không gặp, em không định bày tỏ gì cùng anh sao? Hướng vãn kiên trì sử dụng lời dỗ ngon ngọt duy nhất của mình, hay nói. Em có nhớ anh? loại người ham khẩu vị nặng như đường thần duệ hiển nhiên đối với loại trình độ ngọt ngào này không hề hài lòng một chút nào đơn giản thuận theo dục vọng của mình ngón tay luồn qua quần áo vuốt ve hông của cô ừ ở đây cũng nhớ anh sao đường thần duệ nhìn chằm chằm dáng vẻ cô mặc bộ đồ ở nhà mới mua khi nãy bông bông xù xù đáng yêu chết đi được anh dần dần không khống chế được nữa đai mắt chậm rãi dấy lên những ánh lửa tình. Vì sao đàn ông lại tặng quần áo cho phụ nữ? Thay đổi số mệnh, đuổi vận xui đi. Không. Lý do chân chính chỉ có ba chữ. Cởi nó ra. Thân thể bắt đầu nóng đến kỳ quặc. Bàn tay đang ở bên hông cũng như có ý thức, không tự chủ được muốn thâm nhập càng sâu vào trong cơ thể của cô hơn. Đường thần duệ hiển nhiên hiểu rõ cảm giác phát nhiệt này bởi vì điều gì. Một khắc nào đó anh cũng đã nghĩ có thể sẽ dọa tới cô thêm lần thứ hai. Nhưng vấn đề là anh đã dừng không được nữa rồi. Là phúc hay là họa đều không thể tránh khỏi. Chặt đầu chẳng qua cũng chỉ tạo nên một vết sẹo lớn hơn mà thôi. Mặc dù đã sớm có giác ngộ về tinh thần rằng đêm nay xem ra phải bồi thường bằng thịt rồi. Nhưng gần đến giờ lâm trận, hướng vãn vẫn có chút trột dạ chủ yếu là do địa điểm này tình cảnh này có thể không cần làm ở bên ngoài được không giọng nói biếng nhác của đường thần duệ vang lên may mắn là đang ở bên ngoài nếu không em cho rằng anh có thể nhịn tới bây giờ sao ôm người phụ nữ mà mình có cảm giác nhưng cái gì cũng không làm người đàn ông nào có định lực tốt được như vậy chứ Giờ khắc này tịch hương vãn coi như đã hoàn toàn hiểu rõ Bên trong đường thần duệ vốn là một người cực kỳ chủ nghĩa Nhưng một khi đã điên lên thì cái gì cũng dám làm Anh không nên giống như lần trước nữa Như vậy đau lắm Lần này sẽ không Đường thần duệ gạt những sợi tóc vương trên trán cô dỗ dành Anh sẽ rất dịu dàng Dưới đêm trăng, cánh hoa trắng thơm ngào ngạt từ từ hé nở, đây mới thực sự là chiếc hoa dưới trăng. Bầu không khí thật sự rất thích hợp để triển miên hoan ái. Kỹ thuật cực tốt của đường thần duệ là do thân kinh bách chiến mà thành. Cộng thêm, muốn cố ý khơi dậy dục vọng của cô, thế nên chỉ chốc lát sau, đã khiến cho cả người hướng vãn cũng nóng bừng. Đường thần dệ kiên quyết châm ngôn sáu chữ, nói chuyện ít làm việc nhiều, ôm cô vào phòng đặt lên giường, lần thứ hai cúi người xuống ánh mắt anh đã trở nên rất sâu lực đạo trong tay cũng mạnh hơn trước không còn là lướt qua rồi dừng mà là triệt để xâm chiếm nghĩ đến chỉ vì muốn lừa cô về nhà thuận lợi mà lần này mình phải mất bao tâm tư dùng bao thủ đoạn đường thần duệ làm đâu chắc đấy bách nhẫn thành cương thẳng đến cuối cùng rút cuộc tiến vào nơi chật hẹp của cô ngay cả người lòng dạ cực sâu như bạn học thần cũng nhịn không được mà thầm cảm động than tiếng thở dài. Thầm lại trốn xưa, thật cũng quá không dễ dàng rồi mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 8 của bộ truyện Cô vợ hoàn mỹ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.